mấy mẹ con đi bay đi xuống Los, xong đi Los rồi đi Nhật nè. Trước khi đi Los xuống Los thì vô thằng Centurion Lon để ăn cái đã. Hai đứa con nó dẫn đi, Nam mới dẫn đi the free trip for mommy. Cái này cái Lon, vô cái Lon dài dài nó bự không. Cái khu này là nó mới mở này. Trước khi bay xuống lộ giờ đây biết nó cho ăn cái gì đây. So long walk. This is another new place they have. You can eat here, right? Đi ra trở ngược lại để lấy đồ ăn. Chỗ bên kia là đồ ăn chính, là hot lunch. Chỗ mình mới vô là đồ ăn phụ, là giống như cái small snack thôi. Cái lawn ở San Francisco nha, Centurion lawn. Lát nữa đi xuống lót xuống còn một cái lawn nữa. Đây nó có cái thẻ đó các bạn. Đây là đồ ăn nóng nè. Có đồ ăn nóng ở đây nè. Cookie nè. Có súp nữa nè mấy. We have soup right here. White rice coconut soup, maybe that would be good. Butter squash and good, and chicken, chicken good. Pepper salad. Xem nước, bánh, dessert, small snack. Pizza, whatever. Oh, you did? No, I already went for the... Another one. Đây là
International Airport. Giờ đi qua cái lon thứ hai nè, lấy là cái lon thứ nhất ở International Airport của LA Lot nè. Giờ con mình nó dẫn đi ăn cái thứ hai, lon thứ hai nè. Lon thì này thì nó mở trễ hơn là bởi vì nó mở cho cái chuyến bay của mình đi trễ 11:35 sẽ bay bay Anna đi qua bên Nhật. Thì ngày mai sẽ tới Nhật khoảng 11-12 tiếng bay gì đó. Khi qua bên đó thì bên Nhật nó sẽ là đi trước mình một ngày. Mình sẽ tới Nhật là 25 ngày của trước Mỹ, nhưng mà Nhật sẽ là ngày 26. Ok, đây nè, có tiệm, mấy tiệm đồ đẹp ha. Là mấy cái tiệm này mình mua là duty free hết nha. Burberry nữa nè, Gucci nè, Hermes nè, cứ một cái gì ở đây là đều duty free hết. 6 để vô cái lon này nè ha, lon là cái lon khác nè, sang chưa? Mình sẽ ra ngồi uống rượu ăn uống đây. Quá là tuyệt đẹp ha. Nước chảy ra.